Dạ, xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì nhà vườn chúng em sẽ lại tiếp tục lên giao lưu với các bác một số những mặt hàng lũa ghép lan nhé. Thì hôm nay đầu tiên thì em sẽ có những mặt hàng lũa trụ ghép lan, và sau đấy thì em sẽ lên những mặt hàng tượng, cũng như là mặt hàng khay trà và những cái mặt hàng để bàn nữa. Thì khi mà các bác xem trong video mà ưng ý một cái món hàng nào thì các bác có thể đọc mã và alo cho em theo số điện thoại là 0983185998. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn mua hàng cho các bác. Và đấy cũng là số Zalo của em luôn, thì các bác có thể add thêm Zalo để vào theo dõi thêm cũng như kết nối thêm tất cả những cái mẫu mã sản phẩm khác với nhà em nữa. Bởi vì ngoài những cái hàng ghép lan này ra thì nhà em có cả những hàng tượng đục hay là khay trà và những cái gạt tàn, cũng như là những bộ bàn ghế làm từ chất liệu gỗ nung nghiến hoặc là găng bầu, cũng rất là nhiều, phong phú rất là nhiều những cái mặt hàng đa dạng khác nhau đấy ạ. Các bác có thể vào thêm kênh nhà em là kênh Vườn Lan Quốc Khánh của Lũa Lạng Sơn đây để đăng ký kênh, theo dõi kênh để nhận được những cái video mới nhất về nhà em ạ. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết từng cái mẫu mã sản phẩm một, thì các bác xem video và ủng hộ cho em nhé. Giờ là sẽ đến mã một cái mã em phải nói là rất là xinh này, có hai tầng để mình đặt thêm chậu cây cảnh hoặc đặt thêm tượng này, và phần bố trí gáo ở trên rất là đẹp. Hàng thì rất là mịn, được em đánh quật sạch sẽ rồi. Đấy, và chất liệu gỗ ở đây là chất liệu gỗ kháo, mã số 227. Em bán với giá là 980.000 đồng bao cước. Mã này thì có kích thước là cao 97 và rộng là 75 ạ. Cao 97 và rộng 75. Độ cao khá là ok, và những cái phần nghĩa là cái chiều rộng của nó thì là cũng thon gọn, để các bác tiện chỗ để, em nghĩ là sẽ rất là hợp lý cho nhà bác nào mà có một cái không gian vừa phải nhá, sẽ rất là đẹp đấy ạ. Đây, trông dáng rất là xinh. Hàng đã được làm mịn sạch sẽ rồi. Đấy, và tạo thêm hình là hai cái mặt phẳng để đệ thêm đồ, rất là xinh nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu. Dạ, tiếp đến là ở đây là một mã trụ ghép lan. Mã này là mã số 226. Em bán với giá là 950.000 đồng bao cước. Mã này thì có kích thước là cao 85 và rộng là 90 ạ. Gồm có 2 này, 4, 6, 8 và 9 gáo nhé. Và có thêm một mặt phẳng là ở chỗ em đặt chậu hoa đấy ạ. Chất liệu gỗ ở đây là chất liệu gỗ kháo các bác nhé. Gỗ pháo này thì lên vân rất là đẹp này. Đây ạ, chỉ nhìn qua cái vân ở đây các bác nhé. Đây, cái vân rất là đẹp luôn. Vân khi mà xẻ ra rất là đẹp. Ở trong thì màu vàng rất là đẹp luôn nhé. Ở ngoài nó là bản chất nó là màu nâu ạ. Mẫu này to, cũng tương đối to hoành tráng các bác nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu. Tiếp theo là một mã ở đây là chất liệu gỗ kháo, kháo vàng ạ, có vân rất là đẹp luôn. Hàng thì nhà em đã quật sạch sẽ rồi. Mã này là mã số 234. Em bán với giá là 890.000 đồng bao cước. Mã này thì có kích thước là cao 82 và rộng là 87 nhá. Một mã to đấy ạ. Và bê thì lặng trịch luôn. Mã này nặng lắm ạ. Cũng tương đối nặng, nếu các bác nào kê hay đặt chỗ nào thì cũng phải lưu ý một chút, vì mã này là tương đối nặng nhá. Ở đằng sau thì em có thiết kế một cái mặt phẳng ở đây. Đây này, khi mà bỏ ra các bác nhìn đã thấy vân rồi đây. Chất liệu gỗ kháo rất là đẹp. Nó màu nâu nhưng mà được cái là rất là bền và dai. Nói chung cái chất liệu gỗ này rất là bền. Rồi em qua mẫu. Tiếp đến là một mã số ở đây thì có những cái tay cành rất là đặc biệt nhá. Lũa nhiều, hàng đẹp nhá các bác nhá. Và những cái lũa này thì em đã quật sạch rồi, sẽ rất là sạch sẽ luôn ạ. Không còn những cái lớp vỏ bên ngoài nhá. Mã này là mã số 233. Em bán với giá là 880.000 đồng bao cước. Mã này có kích thước thì cũng tương đối lớn ạ. Kích thước là cao 92 và rộng là 80 ạ. Cao 92 và rộng là 80 nhá. Đây, các bác có thể ngắm phần gáo đây. Và cái phần lũa ở trong này các bác này. Lũa nó cứ nối tiếp liền nhau nhá. Và nhà em đã quật rất là sạch sẽ mịn rồi. Đây này. Thậm chí nó còn lên vân luôn nhá các bác nhá. Mã này là một mã hàng đẹp nhá.
233 giá 880.000 đồng bao cước ạ. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu. Tiếp theo là một mã chất liệu gỗ, ở đây là chất liệu gỗ kháo vàng nhá. Mã này có kích thước là cao 82 và rộng là 68 ạ. Cao 82 rộng 68. Và có mã số là 232. Em bán với giá là 620.000 đồng bao cước nhá. Mã này thì ở đây thì em có tạo thêm hai mặt phẳng để các bác có thể đặt chậu cây cảnh nhỏ hoặc đặt tượng xinh xinh lên nhá, để mình đặt bàn rất là đẹp. Mã này thì gồm có 2, 4, 6 và 7 gáo nhá. Tiếp đến là một mã hàng lũa sầm đỏ rất là xuất sắc luôn. Xuất sắc từ cái hình dáng cho đến những cái da lũa ở bên ngoài rất là đẹp, rất là mịn các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái phần xoắn ở giữa của nó rất là đẹp luôn. Mã này là mã số 235. 235 ạ. Mã này thì em bán với giá là 1.150.000 đồng bao cước. Ở đây thì gồm có 2 4 6 8 9 gáo ạ. Có kích thước là cao 75 và rộng là 1m nhá. Hàng to tròn đều xung quanh. Hàng này tương đối nặng các bác nhé. Lũa sầm đỏ rất là đẹp. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu ạ. Hàng xuất sắc luôn nhé các bác nhé. Tiếp đến là một mã trụ sầm đỏ này. Hàng đã được quật rất là sạch kỹ về cái phần da lũa ở bên ngoài rồi nhá. Rất là đẹp ạ. Mã này là mã số 236 ạ. Em bán với giá là 1.150.000 đồng bao cước. Hàng thuộc diện hàng nặng, to nặng các bác nhá. Có kích thước là cao 90 và rộng là 85 ạ. Cao 90 và rộng là 85. Phần lũa ở trong rất là tự nhiên này, các bác nhìn phần lũa này. Đây là phần lũa nhá, rất là đẹp. Mã này là một mã đẹp đấy ạ. Nhưng mà nhìn ở ngoài thì cũng khá to và hoành tráng, nhưng các bạn là quay lên video đây trông nó lại không được như ý. Nhưng mã này là một mã đẹp các bác nhá. Da rất là đẹp đây. Được quật sạch sẽ này. Da quật sạch lên cả vân luôn, rất là đẹp luôn nhá. Các bác cứ yên tâm mua hàng. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu. Tiếp đến là một mã trụ lũa có dáng ở đây, dáng rất là xòe, rất tự nhiên nhá. Mã này là mã số 231. Em bán với giá là 850.000 đồng bao cước. Mã này thì có kích thước là cao 75 và rộng là 1m05 nhá. Cao 75 và rộng 1m05 ạ. Đây, phần gáo đây ạ, các bác ngắm rõ phần gáo nhé. Chất liệu gỗ sầm đỏ. Mã này thì gồm có 2, 4, 6, 7, 8 và 9 gáo nhé. Đây ạ, 9 gáo. Dáng lũa về hình thức rất là đẹp nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu. Tiếp đến là một mã số thì mã này thì cũng có dáng tương đối là to cao ạ. Mã này có kích thước là cao 88 và rộng là 90 nhá. Có mã số là 230. Em bán với giá là 950.000 đồng bao cước. Mã này thì ở đây là chất liệu gỗ, là chất liệu gỗ sầm đỏ nhá. Cùng có 2, 4, 6, 7 gáo. Thân tương đối to ạ. Và mã này thì nó có hình thức xòe ra, giống dạng như là một chiếc lá đấy ạ. Rất là xinh nhá. Rồi em sẽ xin phép là qua mẫu. Tiếp đến là một mã ở đây thì gồm có 2 này, 4, 6, 7 gáo nhá. Mã này là mã số 229. Em bán với giá là 670.000 đồng bao cước ạ. Mã này thì có kích thước là cao 85 và rộng là 80 nhá. Cao 85 và rộng là 80 ạ. Đây, em quay hai bên để các bác ngắm kỹ hơn về sản phẩm nhá. Gáo ở đây thì cũng là gáo hoa. In hoa văn vào trên miệng thì có làm hình lượn, hình bông sen các bác nhé. 229 giá 670.000 đồng ạ. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu. Sau đây là một cái mã số hàng tương đối to khổng lồ các bác nhé. Tương đối là to cao đấy ạ. Mã này có kích thước lên đến là 1m22. Cao 1m22 và rộng là 1m. Và hàng ở đây thì là hàng liền khối.
chất liệu gỗ là chất liệu gỗ kháo vàng các bác nhé. Ở trong vân rất là đẹp lắm, em sẽ bỏ cái phần đĩa ở giữa kia ra để cái chậu hoa kia ra để các bác ngắm vân. Vân rất là đẹp và hàng làm quật sạch kỹ rồi nhá các bác nhé. Mã này là mã số 229, em bán với giá là 1.450.000 đồng bao cước. Mã số 229, 1.450.000 ạ. Đây, em sẽ đi vào trong nhé để các bác ngắm rõ hơn này. Đây cái phần hang này, đây là cái phần hang nhá. Và mình sẽ ngắm cái phần vân nhá. Đây, vân đây các bác nhìn vân này. Vân rất là đẹp luôn mà ở trong nó là màu vàng sáng, rất là xinh. Một mã hàng to. Dạo này rất nhiều người hỏi em hàng to ấy, nhưng mà em cũng hết ý, cũng không còn ấy. Sót là làm được một vài chiếc to ấy ạ. Bác nào mà đặt chiếc to này nhà em thì cứ nhanh tay alo cho em theo số điện thoại là 0983185998 nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ chuyển qua mẫu khác ạ. Mẫu rất là đẹp. Tiếp đến là một mã sẽ rất là xinh và phù hợp cho bác nào để bàn nhá. Đặt bàn sẽ rất là đẹp hoặc là đặt lên một chiếc đôn đấy ạ, sẽ rất là xinh. Đấy các bác nhìn tạo hình nhé. Tạo hình thì rất là xinh này. Và bên này cũng có thêm một mặt phẳng để thêm đồ này. Đấy, sẽ trang trí được sẽ rất là xinh. Mã này là mã số 228. Em bán với giá là 620.000 đồng bao cước. Và mã này thì có kích thước là cao 82 và rộng là 58. Tương đối gọn các bác nhé. Rất là đẹp. Gáo ở đây cũng là gáo hoa văn và miệng hoa hết, trông rất là xinh này. Đây, dáng đây. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu ạ. Mẫu tiếp theo ạ là một mã chất liệu gỗ sầm đỏ. Mã này thì là mã số 215. Em bán với giá là 750.000 đồng bao cước. Mã này thì có kích thước là 80 x 95, tức là cao 80 và rộng 95 ạ. Mã này gồm có 2, 4, 6 và 8 gáo nhé. Ở phần này thì em có làm một mặt phẳng ở đây để các bác để đồ này. Và trong này lũa này, các bác nhìn lũa này. Lũa ở đây nhá, lũa rất là đẹp. Đây ạ. Rất là xinh luôn nhé các bác nhá. Các bác có thể đặt tượng, đặt một ông tượng ở đó, hoặc là đặt chậu cảnh như em nhá, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ qua những cái mẫu khác nữa ạ. Tiếp đến là mã số 222 các bác nhé, 3 số 2 đấy ạ. Có giá là 550.000 đồng bao cước. Và mã này thì có kích thước là cao 56 và rộng 92 ạ. Cao 56 và rộng 92 các bác nhé. Lũa thì rất là nhẵn. Và chất liệu gỗ ở đây là chất liệu gỗ kháo. Hôm nay thì toàn bộ hầu như em lên màu nâu rồi là đều là chất liệu gỗ kháo hết nhá các bác nhé. Và cái gỗ kháo này thì rất nhiều người hỏi em là các bác không biết gỗ kháo, thì nhưng gỗ kháo thì em xin khẳng định với các bác là để nắng mưa thoải mái. Đấy, để nắng mưa thoải mái luôn nhé các bác nhé. 550.000 ạ. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu.